Bạn này là người nước nào ta? Hello. Trời. Hello. Trời. Trời nước ngoài luôn. Nước ngoài thiệt luôn kìa. Cao to đen. Hello everybody. Hello. Ê, cái giọng này hay à? Hay, giọng hay nha. Bạn. Ủa mình đang quýnh ghen mà Thịnh. Không phải, nhưng mà tại vì bạn lạ thiệt. À là thích cái hả gu á hả? À là gu Thịnh hả? Cũng không phải, ý là bạn có bạn nào kìa? Ủa? Người nước ngoài. Ủa? Bạn này là người nước nào ta? Thôi để bạn giới thiệu. Hai người rồi, lùi lại đi. Ok, mọi người giới thiệu bản thân. Ok, bây giờ mình là du học sinh đến từ xứ sở Kim Chi, mình tên là Trinh Trư đó. Bạn tên là Sô Chu. Kim Chi, đó. Không phải là Sô Chu. Bạn tên đó. Bạn tên đó. Bạn tên là Kim Chu đó. Bạn tên là đó. Bạn tên đó là gì ạ? Mời bạn. Đó một viên kẹo. Ăn được không ạ? Ăn được. Mình ăn thử cho xem. Xong xong bạn ăn lại. Cảm ơn. Rồi, xong. Cảm ơn Kim Chu. Hello, mình tên là Luân. Mình đến từ quận Cam. Quận Cam ạ. Quận Cam. Đúng rồi. Từ quận Cam. Quận có trái cam. Bạn này tên là Loan. Luân. Đúng rồi ạ. Luân. Thế để mà vào lớp này hai bạn phải có cái tài năng đặc biệt. Đúng rồi. Được vào đây thì hai bạn có thể nào thể hiện cái tài năng của mình được không? Lady first nha. Hiểu. Nhưng mà em đang ăn kẹo mà, có được không ta? Được. Thôi đây mình đây. Đây. Mình làm tài năng. 잊어야만 하는 건가요? 다시 볼 순 없는 건가요? 하얗게 내리는 꽃잎처럼 스쳐 사라지는 사랑이었나요? 꿈에서라도 그댈 만나 다시 사랑할 수 있다면 나 이 밤에 잠들어 영원히 깨지 않을 꿈을 꾸고 싶어 하여. Anh thật ngu khi đã bỏ đi á. Bài hát này thì Trinh Trư mới sáng tác đó. Quá giỏi. Tôi hiểu cái câu cuối là kiểu như là bài hát này thì nói về một người con gái nhớ người yêu ở trong mơ, cứ muốn ngủ và mơ thôi. Nhưng mà bạn có phần lời Việt cho bài này không? Nên là đang còn người viết lời. Bây giờ thử một câu đi, anh em viết này, anh em giỏi tiếng Việt lắm, lớp này giỏi tiếng Việt lắm. Trinh Trư hát một câu tiếng Hàn xong Trinh Trư dịch nghĩa nó xong rồi mọi người sẽ biết là tiếng Hàn. 잊어야만 하는 건가요? Có nghĩa là không phải nghe ý nghĩa đó, nghe ý nghĩa. Nghĩa là em nên quên anh hay sao? Em nên quên anh đi là sao? Phải hát theo cái dấu tiếng Việt chứ. Đúng rồi. Phải chăng anh đã quên em rồi? Hay sao? Yên tâm đi, dấu với lớp của bọn mình nó không thành vấn đề. Kiểu gì bọn mình làm được hết á. Phải chăng em đã quên anh rồi? Hay sao?
Đấy. Ok không? Ok không Jinju? Rất ok, rất ok luôn. Okay. Ok, cảm ơn Jinju. Jinju giỏi, Jinju giỏi. Bạn vượt qua. Mời bạn ngồi vô cái ghế đẹp gái nha. Hey. Oh no. Mời bạn ngồi vô cái ghế đẹp. Chỗ xin gái nhất nhì lớp. Đúng rồi. Quên. Đây đây, còn tới bạn Luân nè. Mình cũng định hát gì đó nhưng mà giờ hết ý định rồi. Tại sao vậy bạn? Thôi không dám. Tại sao? Nhưng mà mình có một cái tài năng đặc biệt là mình nói được tiếng Tây Ban Nha nữa. Wow. Ngoài tiếng Anh. Ok. Hola, yo soy Luân. Yo soy de Estados Unidos, pero mis padres son de Portugal. Wow. Và mình có thể dạy mỗi ngày một cái bài hát nho nhỏ tiếng Tây Ban Nha. Despacito. How? Đấy là một cái bài hát mà bất kỳ đứa trẻ em nào phải biết ở bên Tây Ban Nha, hoặc là bất kỳ nước nào mà nói tiếng Tây Ban Nha, kể cả người Mỹ luôn. Ok. Bate bate, nói lại. Bate bate. Bate bate. Chocolate. Chocolate. Con arroz. Con arroz. Y coso mate. Y coso mate. Bate bate chocolate. Bate bate chocolate. Con arroz y con tomate. Con arroz y con tomate. Arroz. Arroz. Đúng rồi, lưỡi phải vậy đó. Rồi. Lưỡi phải vậy đó. Từ đầu nha. Ok. Bate bate chocolate con arroz y con tomate. Cái biết ý nghĩa là gì không? Đó. Là sô cô la pate trộn vô. Sô cô la và pate. Ngon lắm á. Bate bate. Bate bate. Cái gì? Phải làm sao? Phải làm sao hả? Trộn lên. À, bate lên nào. Quậy lên. Chocolate là sô cô la. Sô cô la. Con arroz. Đổ vô hả? Đổ sữa luôn. Gạo. Cà rốt hả? À quên. Gạo. À gạo. Và con tomate. Con tomate. Con tomate. Tomate là... Tomate là gì? Vậy là khoai tây. Nani? Không, cà chua. À, tomato là cà chua. Tomato là cà chua. Hãy nghe nè. Tomato là khoai tây. Cái món này nghe nó có vẻ lạ quá. Ta gạo tomate. À nhầm. Gạo chocola. Oh no. Chiến thần tiếng Anh. Xin giới thiệu chiến thần tiếng Anh. Đừng nói tiếng Anh nữa. Đừng nói tiếng Anh nữa. Dạ. Kim mình lại, Kim mình lại, ok chưa? Đừng nói tiếng Anh nữa. Ủa? Khoai tây là bồ tây tô. Ok. Tomato, bồ tây tô, tô tô. Với lại em đi miền Tây về á, cái em có giỡn một người bạn cũng miền Tây á. Vậy luôn? Nhưng mà cái tay này lạ lắm nè. Tô. Dẫn lên đi học, dẫn lên đi học. Dẫn bạn trai về ra mắt lớp luôn rồi. Em bỏ rơi anh từ đầu đến giờ, xong em bảo em đi với bạn. Em có nói là đi với bạn đâu. Căng lên, làm căng lên cho anh, làm căng lên. Căng lên, căng cái chuyến này lên. Làm căng cực nha. Tại sao? Thôi để cho bạn nó xuất hiện được không? Không, đánh phụ nữ rồi mà nhanh hơn. Nhưng mà là bạn trai, bạn gái, nếu bạn gái thì anh tha. Bạn này... Bạn gái thì tha. Bạn này là anh trai. Nhưng mà bạn trai này cũng hơi lạ lạ. Mọi người tiếp xúc mọi người mới biết được. Bỏ ra là vua của em là trai lạ. Đây là như là trai Tây gì đó mới lạ nè. Không phải trai Việt. Tây luôn. Trời ơi. Nhưng mà Tây gì á, đợi chút để kêu vô lại. Hello. Trời. Hello. Trời. Trai nước ngoài luôn. Wow. Nước ngoài thiệt luôn kìa. Cao to đen. Hello everybody. Oh, hello. Ê, cái giọng này hay à. Hay, giọng hay nha. Bạn. Ủa mình đang quýnh ghen mà Thịnh. Không phải, nhưng mà tại vì bạn lạ thiệt. À là thích cái hả, gu á hả? À là gu Thịnh hả? Cũng không phải, ý là Lạ gì? Ý là sao? Để bạn nó giới thiệu đi, để mình biết thêm đấy. Người miền Tây. Ủa? Người miền Tây. À, ý em là Tây là người miền Tây. Tây nước ngoài à. À, người miền Tây mà Tây nước ngoài á. Mà Tây ngoài á. Kiểu hạch nào qua Tây. Là 10 mít cho tình bạn thân kít. Cái này là cái gì vậy ạ? Ôi, bạn nó còn nhụm móng tay nữa kìa. Đúng không? Tôi xin phép tự giới thiệu. Tôi tên là Jackie. Jackie là... À? Jackie no! Không phải là monkey. Để tôi đánh dần tên bạn coi. Jackie. Đúng vậy. What? Ê, cái này để cho Otis lên viết được không? Giờ mà, giờ mà. Đâu trời. Giờ mà.
rất kỳ phải không? Đây có phải là câu trả lời đúng không ạ? No! Rõ ràng. Tôi thích. Tôi thích. Rất kỳ. Là chiến thần của team tôi hiểu không? Chiến thần tiếng Việt. Rất kỳ đúng không? Jack, 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 Jack. Jack, 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 kỳ. Không em ơi. Có một chữ chơi. Chữ chuối, chữ chuối, chữ chuối. Đúng không? Đúng. Hùng các bạn ơi, cái đó do chấm phẩy mà. Đi. Đây là chấm than. Đây là chấm than mà. Móc lên một tí nữa. Ok. Có một chữ A. Đó, có một chữ A. Ghê hả? Hay đạp, đạp, đạp. Tuyệt vời không? Tiếp luôn, tiếp, 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 tiếp. Tôi xin bây mời giờ bạn mình tóc chơi vàng. Khoai, cho tôi chơi thêm mấy chữ nữa một lần. Ok, ok, mấy tên chữ tôi ngắn lắm mà, để cho người khác chơi nữa à. Rồi, okay. Mời bạn tóc vàng lên. Các bạn chơi đó. Tưởng thầy không á. Ây, mình đang bị thử thách luôn á. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng không ạ? Đúng hả? 10 điểm. Bây giờ còn mấy chữ, quan trọng là còn mấy chữ. 2 chữ. Chúng tôi còn 3 ô. Để tôi nghĩ tên bạn viết này. Ok, ok. Bạn thử đi. Ủa sao mắc gì mình không ghi bên đó ạ? Anh đi rắc mũi à? Thôi mình bỏ qua đi ạ, rồi mình tiếp tục bên này ạ. Ok ok. Chữ H, chữ H, chữ K. Thôi chữ H chứ, rắc mà. Chữ H đúng rồi. K mà. Hay quá. Ủa mà chữ K không vậy, chữ R vậy? Chữ K, chữ K, chữ K. Chữ này là bác sĩ nè, chứ không phải là mình. Kỳ. Mời. Wow. Kỳ vậy hả? Cái này là chắc gì mà. Không, cái này là do ghi kỳ chứ không phải cái tên ta kỳ nha. Thôi đêm giờ để tôi sẽ giải mã cho tất cả mọi người. Xin được tự giới thiệu. Tôi tên là Jackie. Yeah. Ủa quán, cái này là Jackie mà. Jackie hả? Dạ không, tay hơi nhanh này dạ. Tôi đọc tưởng là Jackie không à? Jackie à. Mọi người đọc lại một lần nữa theo tôi. Jackie. Jackie. Ê, may quá. Một lần nữa thật to. Jackie. 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 Xin được tự giới thiệu, mình tên là Jackie. Mọi người có thể gọi mình là Tiêu Chấn Huy, nhưng mà hãy gọi mình là Jackie cho nhanh gọn lẹ. Không, thôi. Không, mà nói chứ tại vì là hôm nay là ngày đầu tiên mà mình tới lớp, cho nên là mình mong là mọi người sẽ giúp đỡ mình. Ờ, đây là phải có tài năng mọi người mới giúp đỡ. Đó, cái tài năng, năng, tài năng, năng lực của xuất mình. Hiện trong đây đã là một tài năng của tôi rồi. Hình như mà thật ra đi học mà bị như vậy là bị bắt nạt phải không ạ? Lẽ là ai bắt nạt nói gì á? Ủa là không có bắt nạt luôn? Không có. Ủa gì nhỏ?